Năm con đẻ 2 năm ngủ đi con. Đẻ 2 năm ngủ đi. Trời ơi con này vô lý nè. Trời đất ơi. Con chơi chi lại vậy chơi. Ai mượn con? Tự nhiên anh 2 năm nằm ngủ rồi con làm vậy hả? Trời đi stop it. Con Bình Sình đang ngủ lên đây, người Bình Sình nằm nè. Con đang ngủ con. Rồi hai ngủ ha. Hai ngủ. Được không? Hai không? Hai thương em, hai cũng nói gì hết trơn. Không nói, không nói. Hả? Cô chú ơi. Chơi sáng nay là gì? Ăn cơm. Bà ngoại chuẩn bị một tô cháo có rất là nhiều cua, không chịu ăn. Ăn cơm. Múc ăn, múc ăn ngoài con. Ờ con tự đút ăn đi con. Thấy không cô chú ơi, không phải là không có cho em chay ăn nha cô chú. Con nguyên chén cháo nè, không chịu ăn, rồi ăn cơm với nước tương. Tại lâu lâu có nhiều cô chú nói là sao mà kìa ông nội ba vô kìa. Ông ngoại ba vô kìa. Nói gì có ăn thì cứ cho ăn cơm nước tương miết luôn. Ngon không con? Buổi sáng ở nhà bà cố ánh nắng vô nhiều chứ hả? Quay video đẹp dễ sợ luôn á. Tâm. Chơi, con chào con chú đi chơi. Chào con chú đi con. Hai chú đi. Nội ơi, nội. Lấy tay ra, con lấy tay ra. Nghe rồi, ngoại lấy tay ra. Ăn cơm với mặt tầm lông mỏng bà rồi dẫm mãi những chén chua cay này đi. Wow. Ngon quá. Rồi vô đi con. Nó chế qua cái ly nhỏ nha. Làm gì đây? Vậy? Rồi, đúng rồi. Rồi ăn đi. Ngoài để ghế sắt vô. Rồi mà đợi thời gian nó sắp không nó ăn. Trời ơi sợ quá trời ơi. Rồi làm gì vậy? Đây à, sắp đây, còn để đi đó đi. Rồi múc cơm ăn đi. Cơm ăn. Nữa. Ăn miếng cơm. Ăn miếng cơm đi đủ. Bự quá mẹ. Bự măng quá chơi ha. Ngoại múc ra bao nhiêu phải ăn hết với nhiều mọi người mà hết. Cô chú thấy chay bữa nay mặc cái đầm đẹp không cô chú? Xả láng luôn. Ăn xong rồi đi ra bà cô chính nha. Đi ra thăm bà cô chính nha. Cái tay bị con gì cắn á mà không sao, hôm qua ấy gì hết rồi. Cái này mà sức cái da của nó mỏng lắm, sức cái mấy cái dầu của mình vô nó đỏ da luôn. Hồi bữa không biết sức cái dầu gió xanh của mình vô, trời ơi, đỏ da đó luôn. Nó là chỉ sức dầu khuynh diệp được thôi. Giỏi quá. Ăn xong chưa hả? Mẹ mày đút tiếp. Giỏi. Bây giờ là đứa đàn, đứa hát. Hát đi con. Hát đi, đời sinh viên có cây đàn guitar, đàn ngân lên chúng ta cùng hòa ca. Đó. Mami gì? Đây nè, bà ngoại viên ẩm rồi, cứ để ẩm đi chứ không mà mấy mà mắm gì mệt. Nè, baby. Em đi về hả? Đi về rồi mốt em xuống nữa nha. Em chơi với bà chó nha. Bà chó cho bà chó vui nha. Đây, có nè, con nè. Em sao sao bà gì? Sao cũng cho bà đi? Thôi đi mệt quá. Tự đi đi. Mỗi đó mẹ mình lên mình quá trời ơi. Thật nó cũng độc nữa. Cắn cho cái khổ bữa anh không có mua cái chai mà xịt
Ok, giống mũi ngọt, không mua vậy à? Dạ. Ôi ơi, mọi người 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 ơi. Ở đây đặng đặng thúc thúc kem mập lên. Mọi người ơi, cái này gì đây là mập lên thì bảo đã. Ông, mọi người ơi, ông bụng gì đây. Ông nít tròn tròn vậy đó. Vui lắm rồi đâu. Ông bụng gì đây. Vậy ở đây đặng đặng thúc thúc cho bé nó mập mập lên chứ. Không mệt nghĩ gì. Mười đâu. Dẫn đi vòng vòng sân. Đó, nói cô là thôi, không ai không không ép nó được, giống như mấy đứa sình đồ xác thì nó ép của nó tô. Đó nó đô đô. Chị chia ra nhiều bữa chứ. Dơ, dơ. Dơ đừng có đụng vô con. Về đây á, hả, sân của bà cố bự á, cô chú chay đi đã luôn. Từ từ nha, từ từ, careful. Ờ chó đó, chó nằm đó đó. Ôi trời ơi, dơ quá trời ơi. Đó đó đó. Sợ hả? Không, chó thì hiền lắm con, không có cắn con đâu con. Tội lắm, chó đó tội lắm đó con. Đi đi ra đây đi, ơi đừng có chui trống. Nè, để mày nắm tay mẹ mày dẫn ra. Nắm tay mẹ đi. Té trời ơi. Nó làm cô chú là hồi hộp luôn á. Thấy không? Ra nhà. Trời ơi, suy nghĩ rồi, nó đang suy nghĩ nó đi đâu đó. Nhà nhà bà cố là nó đi, là nó đi là khỏe ru luôn á. Nắm tay mẹ, đúng rồi. Xuống từ từ, nắm tay mẹ không? Rồi, đúng rồi. Đi, xuống. Trời ơi. Đi con. Trời ơi, cô bé mặc cái đầm màu trắng mà mang đôi giày màu cam. Huyền thoại đó cô chú. Đây là một huyền thoại. Đứng lên, đứng lên, đứng lên. Ngồi, ngồi, ngồi. Ê, ê, bậy, bậy, cái đó là quá bậy. Cái đó là quá bậy luôn á. Chơi câu cá không chơi? Câu cá không? Chiều chiều đây, nhớ chiều chiều không? Đó, hồ cá đó con, hồ đó quá trời cá dữ luôn á. Đó, mà đi vòng vòng nhà bà cố này là phải đi theo nó chứ còn ra tới ngoài đây là thấy bà luôn á. Wow. Wow, tự nhiên giục đá xuống cái wow. 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 Thôi thôi thôi. Stop. Stop bà hia. Té ngang, té ngang. Trời ơi, đi nè, mày, đây mày dẫn đi chỗ này nè, đi lên đây. Đây mày dẫn đi chỗ này, đi 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 đi. Đi mày dẫn đi chỗ này vui hơn. Đó, đó, đó coi được không? Vui vui vẻ gì mấy cái này mà chơi kiểu đó. Ưng vậy đó chứ phải. Chay chay bữa nay là chay chay đi lên nhà bà nè, ngoại sáu ở Bình Dương chay chay chơi nè cô chú ơi. Bà ngoại mười ngại quá thấy mẹ cầm camera lên bà ngoại mười mắc cỡ. Phải được. Trời đất ơi, nó thấy người ta đi rồi. Nó thấy mấy đứa bên Mỹ đi rồi. Nhỏ này nó phải mua mẹ nó đâu. Đó là gấp 3 lần con với thu con vậy. Nội nào là được sinh ra ở Mỹ rồi còn hả cái gì cũng có nữa, đầy đủ nữa, nên nó sao nó thu con được. Nó là gấp 10 lần con. Đây nè, đây mày chỉ cho chay đi nè, để phải này phải đi như vậy nè. Bây giờ nó xách xe ra là nó để đây nè mọi người. Đó, xách xe đi đó, coi đi được rồi. Để con tự làm đi, con phải tự làm con mới chơi được con. Đi đi. Sao đứng vậy được? Phải cái chân cà bơi, phải cái chân cà lội. Đi. Cái chân phải đi cà bơi cà lội mới được. Con dẫn xe đi. Đi lên. Đi lên tới đây chơi làm cái gì đó. Sạch sẽ ha. Sạch sẽ tới thịt ba luôn. Đứng lên đàng hoàng. Ủa Gia Hân chiều nay đi học không? Dạ, con phải dựng. Mấy giờ? Mình ghét hả? À, học thêm hả?
học thêm môn gì? Con học toán. Ừ. Mày mang vô mang vô. Hả? Nhiêu gì? Đây là còn chiếc nữa, nó học chiếc nữa. Ớt ba. Này là ba hài của Tấm đó cô chú. Con học mấy chữ là mấy đứa kìa. Rồi. Rồi đây đây, cà bơi nha, cái chân phải cà bơi nha. Ừ, con đi vậy, con dẫn xe con đi vậy khỏe hơn. Có cái món đồ chơi khỏe chưa? Anh Binh Sành bữa giờ lên đây mà đâu có biết món đồ chơi này. Chỉ có chơi về, chơi mới khám phá ra cái món đồ chơi này thôi. Mà cái này là phải đổ cái nón bảo hiểm màu cam lên mới đổ. Thấy chưa, đi xe đạp là phải đổ nón bảo hiểm là có thật mà cô chú. Sao rung rung beo đi, rung beo đi, rung oops oops lập lên rung chuông, rung hồi chuông chiến thắng đi chơi, quay lại quay đầu là bờ, quay đầu là bờ, ngoài kia là nắng đó, quay đầu là bờ đấy con. Ờ xe xe đúng rồi, đây đây đây, đây ngoài đây, ngoài đây, ngoài đây nè. con nói tánh kêu, con nói tánh kêu đi con, đi đâu rồi, rồi đi đâu, đi ra ngoài kia đua xe với mấy xe ông đang ngoài kia hay gì, ở đây hả, đây lên đây hé trời ơi đó, ô ô đó, rồi giục xe luôn. À, chim chim cò cá nước đó con. Ừ, chim cò cá nước đó. Wow, giỏi cho cô chú. Lần đầu tiên cô chú thấy chơi chơi này luôn phải không? Quá xuất sắc. Ờ, chim cò cá nước đó con. Có cá, có chim, có cò luôn, đúng rồi. Chim cò cá nước. Ouch. Ơ ơi, té. Té bồ ơi. Chơi chay bữa nay về con nói với cô chú là không ơi, qua cô chú gặp chay á, nếu mà cô chú gặp chay đừng có quá khen với sao, bằng chân bằng tay giờ tao nói nó đen thui, đen thui thui lùi dính đất dính đồ không luôn. Hồi đi ra ngoài đây nắng quá chơi ơi, ui đi ra ngoài đây nắng quá, nóng quá ở ngoài, nắng quá trời, nắng nè, nóng quá. À đi vô đây đi. Ừ đúng rồi, kéo vô đi, coi chừng trúng xe bà Bảo, giờ hư xe bà Bảo nha. Kéo dữ như giang hồ vậy. Tự đi coi, bỏ tự đi coi. Ôi trời ơi coi. Tự đi đây. Con không đi ngủ đi chơi, anh hai ngủ rồi con, ngủ đi chơi, anh hai anh ba ngủ hết rồi. Hả? Đó là siêu quậy mà, quậy trước cũng sao mà. Bây giờ là khẩu trước xấu xa xứ mới giàu á hả? Khẩu trước xứ xa xe đi. Ôi trời ơi, giữ không bằng giữ người ta. Trời ơi, cái nắp đen thui vậy. Bà Bảo có gì dễ sợ. Nhìn quá. Bà Bảo bà Bảo có gì vô cùng luôn quá. Không nói sao. À, bây giờ chay đi lên siêu xe chơi nè cô chú ơi, chay mới ngủ dậy. Ê, ôi Si tóp cái mặt hứng chịu kìa. Đâu đấy, nó đẩy cho một cái là té lộ bắt hồng. À, nó đẩy một cái là bật ngửa này nè, ngu nè, cái thằng này chơi ngu nè. Nó là anh biết hai này đâu mà. Thôi, mình qua đi, còn đâu nữa. Ê, đừng có ngồi. Trời đất ơi, Bảo ngồi lên cái thành xe Bảo. Đó, đó, đó.
toàn là cà quẹt, toàn là dân cà quẹt nhau không à, không được gì. Để xem ngồi đi. Đi đi về mà ăn đi rồi, ăn đi rồi. Thôi, gà xích beo vô thấy chưa, thấy con ta chưa? Có ai mà anh Ba Ly bên sình nào có lên mà gà xích beo giống như chay không? Chay được ba tập từ 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 nhỏ mà. Gà xích beo vô chay. Safety first. Yay! Rồi bắt đầu lái đi. Để cái vỏ cái bên đúng rồi, đó. Để vỏ cái bên người ta đi rồi bấm nút. Trời ơi, có chơi nhạc luôn ta, xe dữ ta. Xe xe bậy á, đó đó quên lộn. Tôi nó có quẹt qua quẹt lại. Đó, đó. Trời ơi, trời ơi. Người ta lên xe người ta còn có vỏ sách nữa. Ờ chứ sao, người ta là người phụ nữ bận rộn mà. Đi đâu cũng phải xách đồ theo. Đó, người ta xích beo lại luôn kìa, thấy không? Ờ, có ai thấy xích beo lên ta không? Baby JD very good, she's safety first. Mai. Mai đó con. Mai mốt bữa kia rồi vậy đó. Đây giờ lên xe cứ ngồi cứ cầm eo xà biết không cô chú luôn. Ai à, ai à. Ba trận không, ba trận không, mấy này sao mấy này nó ba trận dữ không biết. Đó, đó, đó. Cô chú ơi, này là mấy đứa nít nó đánh lộn chơi cho vui chứ không có gì đâu nghe cô chú. Anh nít đứa nào cũng vậy hết á. Hả? Mấy đứa này bây giờ là cái đây là đây là câu chuyện quýnh lộn mà không có lý do. Quýnh lộn mà không có lý do. Đây à. Mấy đứa này vẫn mặt với tôi hàng sao ta ơi. Rồi, Elsa đi đi với lại Mario nè. Rồi. Elsa đóng băng nó đi Elsa, đóng băng. Đóng băng anh hai đi Elsa. Lên đây ngồi ăn con. Con lớn lắm rồi. Đó, bà ngoại làm trên đây nha. Cơm cũng cơm tính với nước tương rồi cả nhà ơi. Ăn bánh bông thôi không? Ăn vậy thôi, vậy thôi ta, nó khoái ăn cơm tính cũng được chân kiểu như thế. Ông ngoại sao, ngoại sao lấy tay chút ngoại sao. Ủa vậy không nổi anh. Chay đi, cầm cái muỗng tay phải con. Ờ cái này đưa ngoại cầm cho, cái này để lên. Để kế bên con á. Nó sợ lấy luôn. Tại đâu không? Đâu có, nó dùng tay phải chứ, mà tại vì tay kia nó lấy. Hả? Để tôi xe rồi. Tay phải ha. Nhưng mà để tự nhiên ha. Ngồi xuống ăn đi. Không có ai dành xe hết rồi. Đó, ăn hai cái cùng dữ lắm. Ngồi ăn đi. Nè. Nè nè nè. Tay phải. Xe không? Mình tâm thích vợ vợ kiếm ngày nay nó những người ta cắn thích cũng dài cũng dài cũng tám gì cũng được rồi. Làm gì à? Gì vừa chạy xe vừa gứa là sao? Chú Duyên à? Trời ơi, coi bành càng nè, ngồi ngứa nè. Ha ha ha. Có xào xào nó. Ngứa đó, cô chú ngứa đó. Dạo này về bị nổi nhiều cái mục nước. Đó, vô Duyên không? Có vô Duyên không? Vô Duyên không? Ờ, đâu có đơn giản đâu. Không à, không ai làm gì đó hết, tự động nó quơ con ta. Ừ. Đập cho nó một trận đó, để chưa đâu, chưa, nó là chưa. Nó là chưa tới giờ của mẹ nó đó, cho tới giờ của mẹ nó là nó lên đường. Lên bờ xuống ruộng á. Có muốn không? Có muốn mày cho lên bờ xuống ruộng không? Ngồi đi, ngồi gà vô safety first. Safety first sao? Gà vô sao? Chay là như chim bay, cô chú bay từ chỗ này tới chỗ kia trong vòng vài tiếng đồng hồ. Trời đất ơi, Chay ơi. Thế con. Không biết mở cửa hả? Con biết đường mở cửa hả? Ngoài bồng hả? Đi đâu? Ngoài bồng đi đâu?